Hey hey, hôm nay khỏe rồi phải không? Mình là Dũng Senpai. Dũng Senpai đây và rất là vui lại được gặp các bạn. Video chủ nhật cùng Senpai là các bạn đã xem hôm qua rồi phải không? Hy vọng các bạn sẽ thích nó và hôm nay chúng ta sẽ lại có một video mới nữa. Các bạn rất là thường xuyên lên web phải không? Và các website là một cái gì đó nó rất là quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Nó cung cấp rất là nhiều thông tin, tin tức phải không? Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đến với những website hay còn gọi là những trang web phế vật nhất mọi thời đại. Và đây, bây giờ chúng ta ấn vào cái nút Flee này và nó trang này sẽ đưa chúng ta đến những trang web phế vật nhất mọi thời đại. Và trong này có rất là nhiều trang web phế vật, để xem nó sẽ đưa chúng ta đến những trang web phế vật nào nào. Bắt đầu thôi. Rồi, bây giờ anh sẽ đem tôi đi đến cái trang web phế vật nào đây? Please. Shit. What? What the fuck? What the hell? Cái áo gì đây? Trang web này có tên là Stare Green Beauty. Shake vigorously. Ấy. What the hell? What the fuck? Mình giật hồn bay đi mất tiêu luôn đấy. Éo gì thế nhỉ? Mình mà zoom nó nhiều là nó bắt đầu xuất hiện lại cái tấm lợm lúc nãy kìa. Cái này nhìn như giống như là cái cọng bún đấy, như cái sợi bún đấy. Ui, mày làm bố giật cái mình, trời ơi. Cái con quái quỷ gì đây nhỉ? Mình đây là đang là một trang web đấy nha, chứ không phải là một trò chơi đâu nha. Mày. Bà nội choa như mày. Rồi, chúng ta sẽ đến với trang web tiếp theo nào. Thì đây, trang web này có tên là L Slap. Ôi trời ơi. Lươn tát. mày muốn ăn lươn hả? Muốn ăn lươn không em? Muốn ăn lươn không em? Pop. Tát chết mẹ mày. Tát này. Úi giời ơi. Tát này. Muốn ăn lươn không? Ăn lươn không? Ăn không? Ăn không nhấn há mồm ra. Rồi được rồi. Thịt. Trang web tiếp theo của chúng ta có tên là Falling. Rơi liên tục hả? Gì thế này? What? Ôi éo gì đấy? Ôi dồi ôi. Ôi thôi hoa cả mắt rồi. Ôi dồi ôi. Trời ơi. Hoa cả mắt rồi. Em biết cái gì luôn. Nhưng mà nhìn khá là đau mắt đấy. Cái này mình nhìn thêm chút nữa chắc mù con mẹ nó mắt luôn quá. Hey.com. Hey. Đây, chúng ta có một trang web có tên gọi là Duck at the Best. Vịt là nhất à? Vịt là nhất.com. Nice. Tuyệt vời anh em ơi. Toàn là vịt không à? Tuyệt vời anh em ơi. Toàn vịt không. Vịt khắp nơi, vịt khắp mọi nơi, vịt quá nhiều vịt luôn. Trời ơi là vịt. Thôi dẹp. Fuck you. Fuck. Trang web này có tên là thatthefinger.com. What the fuck? Fuck you. Hãy chọn nó. Đờ mờ mày. Hãy chọn nó. Đờ mờ mày. Hãy chọn nó. Chị đây. Trang web này có tên là Koala Koala to the Mark. What? Ôi phê quá. Phê quá các bạn ơi.
Mình cứ bỏ con chuột vào là nó bắt đầu chia nhỏ ra này. Trời ơi, nhìn này. Chẳng thấy cái mìa gì luôn. Hay, mình thích cái này. I like it. Mình thích cái này rồi. Nhìn nhìn vui phết. Ủa, ê khoan khoan. Khoan. Có cái bức. Có cái bức chân gì hiện ra này. Ồ, đó chính là con cua là. Hay 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 hay, được được. Mình thích đó chính là con cua là. Trời ơi. Lại nói nha. Hay đấy, rất là sáng tạo. Patrick get lucky. Nhạc hay vãi nồi luôn. Chỉ có thế thôi à? Nhạc hay vãi nồi luôn em ơi. Trong web này chỉ có nhạc vậy thôi chứ không có cái mỉa gì cả. Một con cún đang liếm cái màn hình của tôi. Trời ơi, liếm mệt lên em ơi. Đấy, màn hình này lâu lắm mà chưa lau, nhờ em liếm hộ. Web này có tên là sanger.dk. Trời ơi. Ê, thôi rồi. Ok, và chúng ta có một trang web ở đây. Gọi là pointer. Cái chó chó chuột hả? Cái gì đây, dòng chữ này là đang tìm con chó chuột, xin hãy giữ yên. Ok, bây giờ mình sẽ giữ yên các con chuột. Oh, really? Chọn đúng là con chó chuột luôn này. Bây giờ mình thả tay này. Oh shit, cái bàn tay nó chỉ đúng cái con chó chuột của mình luôn này. Rồi bây giờ mình để chỗ khác thử xem. Oh my Ok, bây giờ mình để trên này thử xem. Lần này mày có tìm ra không? Wow, fucking wow. Đẹp. Lại mẹ, mình để con chuột ở đâu nó cũng lấy tìm ra được một bức ảnh chỉ tay về cái con chó chuột của mình cả. Để ngay giữa luôn thử xem. Oh fuck. Oh fuck. Đây lại còn mặt của một cô bé định nhai cái con chó chuột của mình luôn cơ. Được đấy, một trang web rất là hay luôn. Đây. Chúng ta có một trang web ở đây. Có tên là I love you like a fat lady loves apple. Ok, thì có nghĩa là một người phụ nữ thích ăn táo hả? Táo này chị ơi. À, chúng ta điều khiển được. À fuck yeah. Táo của bố đâu? Táo của chị đâu? Táo của chị đâu? Ném táo của chị lại đây cho táo. À đây, táo này. Oh shit. Nhái nào. Vâng 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 vâng. Nhái nào. Vâng 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 vâng. Táo đâu? Ngon vậy. Ăn hết luôn. Tiếp tiếp nào. Tiếp nào em ơi. Tiếp nào. Cho đưa táo đây cho bố nào. Fuck. What? Đừng có đá táo của bố mày nhá. Đừng đá táo của bố mày nhá. Con biết nào thế? Con biết nào thế? Đừng đá táo của bố mày nhá. Đá táo của chị chưa đập chết đấy. Nhảy thế nào. Chăm chăm 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 chăm. Chăm 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 chăm. Ấy, tiếp tiếp tiếp. Tiến em dài. Ấy 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 ấy, chân đứa chân. Đá chết chưa? Tiếp nào, cho bố thêm, cho chị thêm, nhấn lên. Cho chị thêm táo. What? Oh shit. Mày dám đâm hết táo của bố rồi hả? Shit, hết rơi hết táo rồi. Đậu xanh nữa chứ. Đấy, chúng ta đang ở trong một trang web tên là tatua.com. Ôi giời ơi. Các bạn thấy nó làm cái cây hoa anh đào đẹp ghê nhỉ. Lại này. Ôi giời ơi. Trời ơi. Lại mẹ nào. Rất là đẹp luôn. Lại nào. Này, trời. Tuyệt vời. Thích rồi đấy.
có đôi khi những trang web phế vật lại không phế vật chút nào, rất là thích mắt. Dễ thương. Trong web này có tên là Kojogi. Trời ơi, mấy con mèo dễ thương vãi nồi luôn. Mấy ấy lộn, không phải con mèo, mày là con chó, Corgi. Trời ơi, nhạc cũng khá hay, mèo rất là dễ thương luôn. What the fuck? What the fuck web? Trong web này được tạo ra với cái mục đích gì vậy? À hiểu luôn. Nhưng mà dễ thương vãi nồi luôn. Gì đây? Gì đây? Mèo mèo bay hả? Trong web này có tên là catbond.com. Mèo bay, mèo bay liên tục. What the fuck mèo? Mèo bay, mèo bay. Mèo bay. Mèo dội. Mèo bay liên tục, một đống mèo ơi. Vứt mèo. Vứt hết, trời ơi. Éo gì thế này. Vãi quá. Ok, thì đó là những trang web phế vật nhất mọi thời đại. Và nếu các bạn muốn tìm những trang web này thì các bạn chỉ cần gõ lên thêm địa chỉ theuselessweb.com và các bạn sẽ hiện ra một màn hình giống như mình đây, và các bạn chỉ cần ấn vào nút please, nó sẽ đưa chúng ta đến những trang web kỳ quặc nhất, phế vật nhất, kỳ lạ nhất và kinh dị nhất nữa. Được rồi, rất cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.